Tập 11. Cha con nhà họ Ma tốt số thật, có thể cùng lúc chết dưới thanh đao đung nghĩa của anh em ta, cũng xem như là duyên phận. Lâm Chấn Hải, đại ca, Ma Tam Nhi thống lĩnh đoàn bảo an đánh trận với đại đội huyện, rồi bị Lý Bưu bắn chết. Tôi phải xin thưởng cho cậu ấy trước mặt ngài Chi Ghi. Tôi hiểu. Sau này anh phải thống lĩnh đội quân ta, đừng để tôi nhọc lòng. Nhân viên y tế, mau tới cứu tôi. Hiểu Nguyệt, đã thu xếp cho gần hết các thương binh. Thương binh bên kia đã đầy rồi. Mệt lắm đúng không? Cô nghỉ ngơi đi. Chút nữa đi nấu nước nóng. Nấu nước nóng sao? Đó là chuyện đàn bà con gái làm. Giao cho tôi làm chuyện quan trọng đi. Lấy đạm ra quan trọng, cô biết làm không? Tôi không biết, nhưng tôi biết băng bó vết thương. Khi còn bé tôi rất nghịch, nên bị cha đánh. Đừng thấy ông ấy là thầy giáo thì lầm tưởng. Đánh tôi mạnh lắm. Ông đánh tay tôi sưng to lắm. Tôi là tự trị khỏi cho mình đó. Cái này khác. Đây là vết thương bơm đạn. Ai có đạn thì phải gấp đạn ra, còn không có đạn thì phải vệ sinh sạch sẽ rồi băng bó. Không thể quá chặt cũng không thể quá lỏng. Nếu chặt thì ảnh hưởng máu huyết lưu thông. Nếu lỏng thì thôi thôi, tôi không làm đâu. Để tôi làm việc nặng nhọc. Im lặng đi. Các anh im lặng đi. Các anh im lặng chút đi. Ồn ào gì chứ? Ở chợ sao? Nào, nghe theo lời tôi. Những ai bị thương nhẹ thì ngồi bên này, ai bị thương nặng thì qua bên kia. Nào, anh qua đây. Cho tôi thuốc giảm đau trước đi, đau quá. Chút nữa tôi lấy cho anh. Anh ngồi trước đi. Qua đây ngồi. Qua đây, tôi giúp anh. Vì bệnh nhân bị thương nặng lên giường. Nào, từ từ thôi. Các anh im lặng chút đi. Ồn ào làm gì? Nơi này là bệnh viện. Tưởng là náo động phòng mà. Các anh đừng nóng vội, sẽ trị khỏi thôi. Các anh ngồi đây im lặng, để tôi lấy nước cho. Cô gái này là ai vậy? Sao mà giỏi quá vậy? Nói nhỏ thôi. Nếu để cô ấy nghe thấy thì đánh gãy tay kia của anh luôn. Cô ấy rốt cuộc là ai chứ? Lúc trước chưa từng gặp. Bạch Đông Cúc của Bạch Gia Trang. Tình làm Chấn Hải đầu sỏ thổ phỉ có lợi hại không? Có thể xem như là vô cùng uy phong rồi chứ. Ở núi Nhạn, anh ta không sợ ai hết, chỉ sợ Bạch Đông Cúc. Đại ca, chú ơi, quý ngài ơi. Là cậu sao? Ngô Vĩnh Lạc. Tôi tên Ngô Vĩnh Lạc. Sao cậu còn ở đây? Chân tôi bị thương, không đi được. Anh cứu tôi với. Chẳng phải đã dọn dẹp chiến trường, đưa thương binh đi chữa trị rồi sao? Họ đưa thương binh phe mình, không ai ngó ngàng tới tôi cả. Chuyện là vậy đó. Tôi cho rằng Ngô Vĩnh Lạc không nói dối. Lâm Chấn Hải muốn có câu trả lời cho bọn Nhật, nên mới phái Ma Tam Nhi qua tấn công đại đội quyền của chúng ta, cướp mười mấy cái xác đi. Vừa khéo lúc đó Lý Bưu ở ngoài bìa rừng, mà đúng lúc ở cùng Lâm Chấn Hải. Vấn đề của chuyện này quá là nghiêm trọng. Vì vậy cậu cho rằng lần tấn công này là Lý Bưu và Lâm Chấn Hải cùng trù tính. Tôi cho rằng Lâm Chấn Hải không muốn bọn Nhật biết anh ta tự ý thả trung đội ba vào núi, vậy thì sẽ làm hại cha mẹ anh ta. Lý Bưu cũng nghĩ vậy. Cậu có từng nghĩ liệu Lý Bưu có hợp với Lâm Chấn Hải tấn công trung đội 2, tấn công đồng chí phe mình không? Đây chính là mấu chốt vấn đề. Nếu Lý Bưu là người trong cuộc thì tính chất nghiêm trọng hẳn. Lý Song Thương, cậu nói câu thật lòng đi. Cậu có nghĩ Lý Bưu là người như vậy không? Cậu là trung đội trưởng, là cán bộ, gặp chuyện gì có thể động não chút không?
Cứ hở ra là chỉ xuống về đồng chí phe mình. Đây là hành vi gì chứ? Đại đội trưởng, lỗi của tôi xin kiểm điểm. Nhưng tôi cho rằng tổ chức nhất định phải điều tra chuyện này thật nghiêm túc. Nếu Lâm Chấn Hải đã nổ phát súng đầu tiên với ta, thì đủ chứng tỏ anh ta đã một lòng một dạ làm việc cho bọn Nhật. Anh ta đã hoàn toàn là một tên hán gian. Chuyện đã tới nước này rồi, Lý Bưu còn xưng hô anh em biện hộ cho anh ta. Tôi cho rằng về thái độ và lập trường thì Lý Bưu rất có vấn đề. Lý Bưu từng giết chết hán gian Mã Phú Quý. Ma Tam Nhi luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Liệu Ma Tam Nhi có trả thù chuyện riêng, tấn công với danh nghĩa Lâm Chấn Hải hay không chứ? Chuyện này không thể nào. Nếu Ma Tam Nhi muốn báo thù, tại sao không tìm Lý Bưu, không tìm trung đội 3 chứ? Dòng do lằng nhằng đi đánh trung đội 2 làm gì? Nói như cậu thì đánh trung đội 3 là điều nên làm sao? Đại đội trưởng, tôi không có ý đó. Lý Song Thương à, Lý Song Thương, bao giờ cậu có thể suy nghĩ rõ ràng, chính xác như cậu nhắm bắn thì tốt rồi. Lão Lưu, Song Thương phân tích cũng không phải là không có lý. Tôi thấy chuyện này chúng ta nên điều tra rõ ràng. Bất kể ra sao, đoàn bảo an nổ phát súng đầu tiên là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Tôi thấy chúng ta không thể giữ im lặng mà phải đánh trả, ít nhất để Lâm Chấn Hải biết rằng đại đội huyện ta không phải bông gòn hay đậu hũ, cũng không phải là trái hồng mềm. Ngô Vĩnh Lạc, cậu cố thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi. Cảm ơn, anh là ân nhân của tôi. Mệnh lệnh tấn công đại đội huyện thật sự là do đội trưởng Lâm Minh cậu ra lệnh sao? Tôi cũng là nghe từ doanh trưởng nói thôi. Cậu có nghe đội trưởng của cậu nói câu này không? Đại đội huyện ngoại trừ Lý Bưu thì ai cũng có thể đánh. Vậy thì không. Đội trưởng chúng tôi hay nói, người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Đông Cúc, giờ cô là chiến sĩ của đại đội huyện, là người có tổ chức. Tôi thấy là cô nên khuyên Lý Bưu đừng có qua lại với Lâm Chấn Hải nữa. Nói nhẹ nhàng thì là không có lập trường, nói khó nghe thì đây là hành vi của hán gian. Này, anh nói vậy thì tôi không vui rồi. Lâm Chấn Hải phái người tấn công đại đội huyện ta, liên quan gì tới anh Bưu chứ? Đến giờ mà Lý Bưu còn một mực khẳng định chuyện tấn công đại đội không liên quan gì tới Lâm Chấn Hải, mà là Ma Tam Nhi báo thù cho người cha hán gian của mình. Còn nữa, tại sao Lâm Chấn Hải lại nói một câu ai trong đại đội huyện cũng có thể giết ngoại trừ Lý Bưu chứ? Lâm Chấn Hải nói gì thì là chuyện của Lâm Chấn Hải, đừng có mang những chuyện tầm phào gán cho anh Bưu. Phiền anh về nói với đội trưởng Song Thương, dù cho các anh có nói đến rách mồm, tôi tuyệt đối tin anh Bưu sẽ không cấu kết với Lâm Chấn Hải tấn công đại đội 3. Lý Bưu, anh Bưu, sao anh cõng hán gian về đây? Thiết trụ, vậy là sao? Đều đã mang người bị thương về điều trị, tại sao bỏ cậu ta lại? Tù binh thì không phải là người bị thương sao? Đồng Cúc, cô thấy chưa? Trung đội 2 đã hy sinh mười mấy chiến sĩ, ngay cả xác cũng không tìm thấy. Còn Lý Bưu thì sao? Anh ta quan tâm người của Lâm Chấn Hải, chẳng hề xem không ra cái gì hết. Đồng Cúc, mau lấy thuốc đi. Dùng hết thuốc rồi. Có bao nhiêu thuốc tôi hiểu rõ hơn cô, mang qua đây. Số thuốc này là để trị cho thương binh của ta, chứ không phải cho hán gian dùng. Nói hay lắm, không cho hán gian dùng. Anh làm gì? Đưa đây. Không đưa. Nơi này là đội y tế, tôi là chiến sĩ của đội y tế, là người bị thương thì ở lại, không phải thì ra ngoài. Ngô Vĩnh Lạc đang bị thương rất nặng, cậu ấy cần được chữa trị ngay. Ai nói không cho cậu ta chữa trị chứ? Muốn chữa thì tìm đoàn bảo an, tìm Lâm Chấn Hải đi. Sao cổng tới chỗ chúng ta làm gì? Gà nhà ai về ở nhà nấy. Cậu ta là tù binh của chúng ta, chúng ta có trách nhiệm chữa trị. Thuốc của chúng ta chẳng có bao nhiêu, còn không đủ dùng cho thương binh của mình. Đưa đây. Không đưa. Anh nói lại lần cuối. Lần cuối 8 lần cũng không đưa. Nói không đưa là không đưa. Đúng đó, nói không đưa là không đưa. Đội trưởng Lý và Lâm Chấn Hải là anh em sao? Sao anh không tìm anh ta đi? Đúng đó, trong huyện thành nhiều thuốc lắm, cùng lắm thì đến chỗ bọn Nhật. Chó nhà ai thì ăn xương nhà nấy. Chẳng phải Lâm Chấn Hải đã nhận giặc làm cha sao? Đúng đó, không cho cậu ta dùng. Ồ mào cái gì? Ngô Vĩnh Lạc,
Xin lỗi, ban nãy chúng tôi chỉ lo thương binh phe mình mà quên mất cậu. Tôi là trung đội trưởng, tôi đã tắc trách. Tôi xin lỗi cậu. Cậu yên tâm, bác lộ quân không ngược đãi tù binh, càng không ngược đãi tù binh bị thương. Cô Hồ kiểm tra vết thương giúp cậu ấy đi. Đông Cúc, đưa thuốc đây. Anh làm gì? Bây giờ anh chẳng muốn nói gì hết. Anh không muốn nghe em thì có. Em muốn nói anh không muốn nghe. Anh không muốn nghe cũng không được. Dù cho anh và Lâm Chấn Hải là anh em, anh cũng đâu cần phải gánh tội thanh ta chứ. Đoàn bảo an tấn công đại đội huyện, trộm cả xác của chiến sĩ, chuyện chắc như đinh đóng cột thế này. Anh còn nói anh ta không phải là hán gian cũng không được. Anh ta chắc chắn là hán gian, và cũng chắc chắn rồi. Nói xong chưa? Khoan đã, anh để em suy nghĩ. Đúng là em nên suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao để trở thành một nhân viên y tế tốt đi. Ngay cả chuyện không ngược đãi tù binh mà không biết. Em tòng quân kiểu gì chứ? Lão Tào, anh nói xem, chúng ta xử đoàn bảo an của Lâm Chấn Hải có được không? Anh nói bây giờ sao? Tôi thấy không ổn. Có gì không ổn đâu. Tôi cứ cảm thấy chúng ta không thể làm rùa đục cổ vậy được. Sẽ ảnh hưởng tới chí khí của đội. Anh xem, một doanh trại của đoàn bảo an đã dám chống đối chúng ta, còn gây ra tổn thất lớn như vậy. Nếu không dẹp yên luồng yêu khí này, thì sau này còn không biết có bao nhiêu chuột, ruồi, mũi, dán bò lên người chúng ta nữa. Đoàn bảo an tấn công trung đội 2 đúng là nên cho chúng một bài học. Nhưng mà lão Lưu, anh có nghĩ tới, chẳng phải họ cũng từng giúp trung đội 3 sao? Nếu không phải do họ tha cho, thì có lẽ trung đội 3 đã không còn. Đây không phải lý do. Vì họ từng giúp trung đội 3 thì có thể tấn công trung đội 2 sao? Đây là lý lẽ giới dẫn gì vậy? Nói thẳng ra thì họ giúp trung đội 3 chẳng phải là vì giác ngộ kháng Nhật, mà là vì nghĩa khí giang hồ. Là do mối quan hệ mập mờ không rõ ràng của Lý Bưu và Lâm Chấn Hải. Quan hệ của Lý Bưu và Lâm Chấn Hải chẳng có gì mập mờ không rõ ràng. Nghĩa khí giang hồ mà anh nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Lão Lưu à, nếu chúng ta dẫn dắt thêm, thì không phải không thể chuyển hóa tình nghĩa anh em này thành nghĩa khí dân tộc, thành tình nghĩa đoàn kết cùng kháng Nhật. Lão Tào, chuyển hóa sao? Anh thấy việc chúng ta làm còn ít sao? Quan hệ nhân quả trên chiến trường không phải vậy đâu. Vì họ từng giúp ta một lần thì được quyền chà đạp chúng ta một lần sao? Vì nghĩa khí giang hồ của họ thì chúng ta phải hạ mình ngang hàng với họ sao? Anh Chu Nhị, mọi người đâu? Giải tán rồi. Giải tán sao? Là Chi Ghi hạ lệnh giải tán. Vậy sao anh còn không đi? Anh cậu bảo tôi ở lại chờ cậu. Chờ tôi sao? Có lời nhắn nhủ với cậu. Cậu Bu, Ma Tam Nhi vì báo tư thù đã tự ý đưa người đi đánh đại đội huyện. Lão đại rất tức giận, đã chém hắn ngay tại chỗ. Cũng đúng, thằng nhóc này cũng giống cha nó, trời sinh là tên hán gian. Lão đại bảo tôi chuyển lời đến cậu, người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc. Câu này vẫn tính. Cái xác này cậu tự suy tính đi. Tôi đi đây. Lão Lưu, tôi vẫn cảm thấy trận này không thể đánh. Chúng ta không đánh họ, họ còn tưởng đại đội huyện ta sợ họ đó. Sau này
sẽ càng quên quang. Lão Lưu, anh có từng nghĩ tới bây giờ bên ngoài núi còn có hai liên đội của Nhật đang nhìn chòng chọc chúng ta, chỉ muốn nuốt chửng chúng ta không? Bên trong núi tuy nói rằng là địa bàn của ta, nhưng cũng là địa bàn của đoàn bảo an Lâm Chấn Hải. Anh cũng biết độ hiểu biết của chúng ta về núi kém xa Lâm Chấn Hải. Nếu chúng ta vì sự nóng giận nhất thời mà đấu một mất một còn với đoàn bảo an, vậy thì có nghĩa là trong núi và ngoài núi chúng ta đều có kẻ thù, đều không thể bảo vệ mình thì sao đứng vững đây? Anh nói xem, ngay cả chỗ để đứng còn không có thì làm sao đánh trận? Anh nên hiểu rõ ai hy vọng chúng ta liều mạng với đoàn bảo an nhất. Chi Ghi, đúng vậy, anh ta không tốn một binh một tốt nào thì đã có thể diệt trừ hai lực lượng mà anh ta thấy gai mắt nhất ở núi Nhạn. Giao dịch này đối với anh ta quá lời. Chúng ta lấy vốn liếng của mình để giao dịch cho bọn Nhật, hà cớ gì chứ? Anh càng nói thì tôi càng thấy chuyện này nên cân nhắc kỹ lưỡng. Doanh trại một của đoàn bảo an phụng mệnh canh gác ở bìa rừng đã vấp phải sự phản kháng ngoan cố từ thổ Bát Lộ. Doanh trưởng Ma và dày dị trưởng Quan đã bỏ mạng chiến trường. Tôi bày tỏ lòng đau xót trước tin này, nhưng mà bìa rừng vẫn bị công phá rồi. Quân thổ Bát Lộ yếu ớt đó vẫn đã chạy thoát vào núi. Các anh em đã cố hết sức. Nếu nói đây là sơ suất thì là chuyện của Lâm Chấn Hải này. Tôi đã xem thường lực lượng thổ Bát quân rồi. Các anh em đã cố hết sức tiêu diệt không ít người của thổ Bát Lộ. Trung Quốc có câu: giết địch một dạng, tự hại 8.000. Không biết bên anh thương vong ra sao. Theo tôi biết, đoàn bảo an dường như không có thương vong gì. Sao lại không có chứ? Chúng tôi đã mất mười mấy anh em, doanh trưởng Ma cũng đã hy sinh. Đó là người anh em từng cùng tôi khấu đầu uống rượu máu đó. Khổ chiến một đêm với đại đội huyện, chút thương vong có là gì chứ? Vì ý của Thái quân là đoàn bảo an của tôi phải chiến đấu đến toàn quân diệt vong thì mới là tận chức sao? Đội trưởng Lâm đừng hiểu lầm, ngài đại tá không có ý đó. Đại tá, dựa theo báo cáo tôi có thì thổ Bát Lộ đi ngang lối vào rừng đi lên núi, không hề xảy ra cuộc đụng độ nào. Họ đã thuận lợi công phá phòng tuyến ở bìa rừng. Tôi nghi ngờ có người cố tình thả hổ về rừng. Không có đụng độ à? Mấy cái xác ở đâu ra? Chẳng lẽ là do chúng tôi đào mộ ăn trộm sao? Đội trưởng Lâm, những cái xác đó đúng là của thổ Bát Lộ, nhưng cuộc đụng độ không xảy ra ở lối vào rừng. Ngài đại tá đã chỉ bảo chúng tôi tiêu diệt thổ Bát Lộ trốn vào núi, không hề nói nhất định phải là lối vào rừng. Mọi người cũng nghe thấy tiếng súng nổ rồi đó. Sau khi thổ Bát Lộ trốn vào núi thì chúng tôi đã chiến đấu suốt một ngày một đêm, chẳng ngơi nghỉ giây nào. Theo tôi biết thì đúng là các anh đã chiến đấu, nhưng mà không phải tiêu diệt thổ Bát Lộ. Anh nghe mấy lời này từ đâu ra vậy? Đây là Ma Tâm Nhi sao? Là Lâm Chấn Hải đã giết hắn, do hắn tự ý dẫn lính tấn công đại đội huyện ta. Vậy ai đưa xác đến đây? Là Lâm Chấn Hải bảo Lý Bu đưa đến. Vậy Lý Bu đâu? Rời núi rồi. Rời núi? Cậu ấy rời núi làm gì? Đến tổ yến thu xếp cho một người bạn. Lâm đoàn trưởng, đây là chiến lợi phẩm của các anh đúng không? Thu hoạch nhiều đấy. Các anh em ở trong núi quen rồi, trong lúc bận rộn dành chút thời gian săn bắt có gì đâu chứ. Các anh không dành chút thời gian trong lúc bận rộn, mà là dành toàn bộ tâm huyết vào việc săn bắt. Đại tá,
Tôi cho rằng họ không hề đồng lòng với Hoàng Quân mà đang chơi chúng ta. Anh Noyama nói thế có cơ sở gì không? Hoàng Quân Đại Nhật Bản đã bao vây căn cứ nơi này, không hề phát hiện tung tích của Thổ Bắc Lộ. Có thể xác định chúng đã rút hết vào núi, mà đoàn trưởng Lâm không hề tấn công khi cần. Vũ khí và súng đạn mà Hoàng Quân phân phát đều dùng để săn bắt thú rừng. Đây không phải là cơ sở sao? Ngài đại tá, tôi cho rằng lệnh Notama nói không hề có cơ sở. Sự thật là đoàn trưởng Lâm đã thực sự chiến đấu với Thổ Bắc Lộ và cũng đã có được hiệu quả mà chúng ta cần. Đại ca, cha mẹ mất tích rồi. Cha mẹ tôi đâu? Đoàn trưởng Lâm, khi các anh vào núi càn quét thì nơi này đã bị đại đội huyện đột kích. Vì để đảm bảo an toàn của hai người già, chúng tôi không dám dùng thuốc nổ, chỉ đành quyết chiến với chúng. Mười mấy người của Hoàng Quân Đại Nhật Bản hy sinh, may là bảo vệ được sự an toàn của hai người lớn tuổi. Đại đội huyện sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Là ai làm? Là một người tên Lý Bu của đại đội huyện. Lý Bu sao? Nghe nói hai người là anh em đúng không? Nếu là anh em của anh thì tại sao không suy nghĩ cho anh? Cũng không cân nhắc đến an nguy của hai bác chứ. Nếu tôi đoán không lầm thì anh ta nhất định biết được trong sân này có thuốc nổ và có thể uy hiếp tính mạng của hai bác bất kỳ lúc nào. Sao cô dám chắc chắn là Lý Bưu chứ? Chúng tôi tìm được một cái xác là người của Tổ Yến. Theo lời của đại đội du của Hoàng Hiệp Quân thì Lý Bưu từng đến Tổ Yến tìm anh ta. Hai người từng lập mưu. Nếu nói là người khác thì tôi tin. Nếu nói là Lý Bu, bất chấp sinh mạng của cha mẹ tôi, tôi không tin. Tôi từng nghe nói về quan hệ của đoàn trưởng Lâm và Lý Bu. Hai người là anh em có thể hy sinh vì nhau, nên tôi cũng không tin Lý Bu sẽ làm ra chuyện làm hại hai bác. Nhưng sự thật là chuyện đã xảy ra rồi. Mời đi theo tôi. Đoàn trưởng Lâm có biết người này không? Không quen. Hắn tên là Diêm Dương, là người tham dự cuộc chiến. Nghe nói anh ta có mối quan hệ dây mơ rễ má với một cô gái tên Bạch Đông Cúc. Bảo trưởng của Tổ Yến nói là Lý Bu đã cùng Bạch Đông Cúc đi tìm Diêm Dương hợp mưu. Nói thật thì tôi thà hiểu là đại đội huyện đang giải cứu hai người lớn tuổi, hoặc là giúp đoàn trưởng Lâm giải cứu cha mẹ. Nếu thực sự là vậy, tôi thấy rất khâm phục họ. Biết rõ nơi này có thuốc nổ mà vẫn có thể bất chấp tính mạng đến giải cứu. Nhưng điều tôi lo lắng là mục đích thật sự của họ. Mục đích gì? Người Trung Quốc nói giết gà dọa khỉ. Liệu họ có lấy mục đích là giải cứu rồi bất chấp tính mạng của hai ông bà, xong ly gián quan hệ của chúng ta hay không? Cha mẹ tôi đâu? Yên tâm đi, họ không sao hết. Tôi đã nói sẽ bảo vệ họ thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Với lại sẽ làm bằng mọi giá. Chính quỷ về rồi sao? Hậu sự của Dương Nham đã thu xếp ổn thỏa chưa? Ngay cả cái xác của anh ấy tôi cũng không mang về được. Chỉ đành Lý Bu,
Chiến tranh vô cùng tàn nhẫn. Có một số chuyện chúng ta không làm gì được. Chỉ cần chúng ta có lòng, Dương Nham Linh Thiên trên trời sẽ hiểu. Không ngờ ả Mitiko đó gian xảo đến vậy, tính được hết tất cả kế hoạch của ta. Trong tất cả kế hoạch của ả, rất có thể bây giờ ả đang nói với Lâm Chấn Hải là chúng ta bất chấp tính mạng của hai bác, là chúng ta muốn hại hai bác. Ả có thể nói những lời này. Cấp trên đã cho người tìm hiểu, Mitiko là đặc công cao cấp của ban đặc công Nhật. Không chỉ gian xảo mà còn vô cùng hung tàn hiểm ác. Lần càn quét này xảy ra chút vấn đề, nhưng tóm lại là người Nhật đã không thành công khi lợi dụng Lâm Chấn Hải. Họ sẽ không dừng tay đâu, nhất định sẽ có âm mưu mới. Bất kể chúng dùng âm mưu gì, tôi cũng sẽ không để Lâm Chấn Hải trở thành hán gian một lòng một dạ theo chúng. Tôi sẽ đi gặp anh ấy, nói rõ ràng mọi chuyện, tìm hiểu những chuyện cần thiết. Lần này Ma Tam Nhi tấn công trung đội 2 đã giống lên hồi chuông cảnh báo với chúng ta. Lý Bu, cậu có từng nghĩ đến Ma Tam Nhi tấn công trung đội 2 có thể là báo thù riêng, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Lâm Chấn Hải giở trò. Tôi cảm thấy vấn đề vẫn ở Ma Tam Nhi. Lâm Chấn Hải sẽ không giở trò đâu. Nếu không thì sao anh ấy phải giết Ma Tam Nhi chứ? Lâm Chấn Hải giết Ma Tam Nhi rồi giao xác cho ta. Lạc quan mà nói thì chúng ta có thể hiểu là anh ta không muốn thành kẻ thù với ta. Nhưng nếu chúng ta phân tích sâu hơn, liệu có mục đích gì khác hay không chứ? Cho nên tôi nhất định phải gặp được anh ấy. Liệu Lâm Chấn Hải có tin lời cô nói không? Không đâu. Ít nhất là tạm thời thì không. Vậy cô tính làm sao? Lâm Chấn Hải là người rất thông minh, nhưng cũng là người dễ đánh mất lý trí. Đối phó với anh ta, chúng ta nhất định phải có đủ kiên nhẫn và câu chuyện. Cô đã chuẩn bị câu chuyện cho anh ta rồi sao? Vâng, tôi sẽ kể cho anh ta nghe từng cái một. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Hiểu Nguyệt! Cứu mạng! Hiểu Nguyệt! Đừng sợ, đừng lo. Đội trưởng Lý, mau cứu tôi với. Đưa tay cho tôi. Đội trưởng Lý, mau cứu tôi. Đừng lo, tôi sắp rơi rồi. Cẩn thận! Mau cứu tôi. Tôi sẽ kéo cô lên. Cẩn thận! Dùng sức! Cẩn thận! Dùng sức! Cố lên! Cẩn thận! Thu phục Lâm Chấn Hải không hề khó, nhưng mà thu phục một Lâm Chấn Hải một lòng một dạ với chúng ta thì là một chuyện rất khó. Cô không thấy sao? Bây giờ xem ra chuyện này đã dễ hơn rồi. Có thể khiến Lâm Chấn Hải chủ động bắn phát súng đầu tiên vào thổ Bát Lộ thật sự không phải chuyện dễ dàng gì. Có phát súng đầu tiên thì sẽ có phát súng thứ hai, thứ ba. Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, cô không thể làm việc này được. Bàn nãy nguy hiểm biết mấy, không làm sao được, phải có người hái thuốc chứ. Đồng Cúc đâu? Việc này nên để cô ấy làm, là sở trường của cô ấy. Cô ấy không biết rất nhiều thảo dược, đến có ích gì chứ. Với lại cô ấy cũng là con gái, cũng rất nguy hiểm. Vậy đi, cô dạy tôi cách nhận biết thảo dược, sau này tôi giúp cô. Anh còn có công việc của mình, tôi đâu thể làm phiền anh suốt được. Đây chỉ là chút chuyện giặt thôi. Tóm lại cô không được mạo hiểm vậy nữa. Tôi biết rồi. Hôm nay rất cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, đúng lúc bắt gặp mà. Thôi, cô mau về đi. Anh không đến đội y tế một lát sao? Tôi còn có việc. Khoan đã, tuy vết thương của anh đã khỏi, nhưng cứ bôn bê thế này để lại di chứng đó. Miếng bọc tôi làm cho anh, mang theo đi. Tôi không khéo tay, anh đừng có chê cười.
Nhưng chúng tôi tuyệt đối không thể xem thường năng lực của Thổ Bát Lộ. Chúng xuất hiện khắp nơi, luôn làm những chuyện chúng ta không ngờ đến. Cho nên chỉ dựa vào việc khống chế cha mẹ của Lâm Chấn Hải để đạt được mục đích khống chế Lâm Chấn Hải đã là một hạ sách. Dù có thể khống chế thân xác hắn, cũng không có cách khống chế trái tim hắn. Nếu như không thể thực sự có được trái tim hắn, đối với chúng ta mà nói, Lâm Chấn Hải chỉ là một thổ phỉ tiêu hao đạn dược và vũ khí của ta. Binh pháp của Trung Quốc xem trọng tấn công vào trái tim. Chỉ có người mà không có tim là không được. Vì vậy, chiến lược của chúng ta nên thay đổi. Cha, mẹ, con đến thăm hai người đây. Có mang thú rừng cho hai người đây ạ? Nấm này là con vào núi hái cho cha mẹ, rất là tươi. Chẳng phải lúc trước cha hay vào núi hái nấm, bảo là tươi ngon, ăn tốt sức khỏe sao? Cha cần gì thì nói, chỉ cần trên thế giới này còn thì con nhất định sẽ mang đến. Cha, con vào núi làm gì? Cuối cùng cha cũng chịu nói chuyện với con rồi. Ta hỏi con vào núi làm gì? Con không dám nói. Được, con không dám nói thì ta nói thay con. Con cùng bọn Nhật vào núi đánh bọn Lý Bưu đúng không? Con vào núi Nhạn đánh bách tính chúng ta đúng không? Con làm thổ phỉ còn chưa đủ, con còn làm hán gian nữa à? Không có mà cha, im miệng. Con có biết con đã làm mất mặt 8 đời tổ tông Lâm gia rồi không? Cha, cút. Dân, dân. Đông Cúc, làm gì đó? Đâu có gì. Ban nãy tôi ở đây tập viết chữ. Các thương binh sao rồi? Yên tâm, ai cần thay thuốc thì đã thay rồi. Được, vậy tôi cho phơi thảo dược. Đội trưởng, để tôi phơi giúp cô. Cô làm chuyện khác đi. Được, tôi đi thăm thương binh đây. Thăm thương binh. Đông Cúc, Tiểu Ngô đâu? Tiểu Ngô nào? Ngô Vĩnh Lạc đó. Tôi thấy anh ta đi rồi. Đi sao? Anh ta còn chưa khỏi hẳn mà. Có gì lớn lao đâu. Anh ta đã ở đội y tế của đại đội huyện ta mấy ngày nay rồi, da mặt dày lắm rồi. Nếu là tôi thì đã tìm bông gòn đập đầu chết cho rồi. Sao cô lại cho anh ta đi chứ? Anh ta có khỏe hay không là một chuyện, nhưng anh ta là tù binh. Thả tù binh là phải được cấp trên duyệt đó. Được rồi, đội trưởng đừng giận nữa. Chút nữa tôi đi xem sao. Tôi sẽ bắt anh ta về. Không phải bắt, cô mang đi tìm anh ta về đi. Mau lên. Ừ, mau đi đi. Ừ ừ. Được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
Anh nhìn tên kia mài dao cả buổi rồi, chẳng nói câu nào hết. Anh ấy bị gì đâu phải anh không biết. Chuyện của trung đội 2 đã giải quyết rồi mà. Chỉ cần vấn đề của Lâm Chấn Hải còn đó thì anh ấy sẽ không bình thường được. Chu Đại Thiết đã đến. Mời anh ta vào. Rõ. Phó đoàn trưởng Chu, mời. Thái Quân. Phó đoàn trưởng Chu, mời ngồi. Đa tạ Thái Quân. Phó đoàn trưởng Chu, đoàn bảo an đã tấn công doanh trại của đại đội huyện một cách thành công, đã lập được công lớn, nên khen thưởng thật tốt. Đây đều là nhờ đoàn trưởng Lâm chỉ huy giỏi, là kết quả các anh em quyết chiến cực khổ. Anh đúng là trung thành với đoàn trưởng Lâm, nên làm mà. Mạng của tôi cũng là của đoàn trưởng Lâm. Không có anh ấy thì không có Chu Đại Thiết ngày hôm nay. Anh theo đoàn trưởng Lâm bao lâu rồi? Khoảng 5-6 năm. Người Trung Quốc có câu uống nước thì phải nhớ nguồn, có đúng không? Đúng vậy. Chu Đại Thiết này vì đoàn trưởng Lâm bằng lòng vào sinh ra tử, làm mọi chuyện. Nhưng sao tôi cảm thấy anh không hề làm vậy? Tôi không hiểu ý Thái Quân lắm. Đoàn trưởng Lâm từng cứu anh, là ân nhân của anh. Anh không chỉ không giàu sinh ra tử, lao lực vì anh ấy, mà còn hại anh ấy. Đây chính là uống nước nhớ nguồn của anh hay sao chứ? Thái Quân nói vậy là sao? Đoàn trưởng Lâm là lão đại của tôi, Chu Đại Thiết này sao hại anh ấy chứ? Anh phụ trách trấn thủ lối vào rừng, ngăn cản thổ bát lộ vào núi đúng không? Đúng vậy. Nhưng anh không chỉ không canh gác được, mà còn chủ động thả người của đại đội huyện vào núi đúng không? Tôi dùng câu nói của người Trung Quốc thì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Bản thân anh làm thế thì cũng thôi, mà còn giết người của Hoàng Quân. Giết Hoàng Quân sao? Ai dám chứ? Thái Quân, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Không phải hiểu lầm. Anh giết người của Hoàng Quân rồi thả đại đội huyện đi. Thái Quân, chúng tôi đã cố hết sức. Chẳng qua là đừng có nói với tôi là mười mấy cái xác đó là khi chiến đấu với đại đội huyện tại lối vào rừng. Đúng thế. Đại đội huyện muốn đi qua lối vào rừng, tôi phụng lệnh của đoàn trưởng Lâm đánh nhau với chúng. Tôi, Phó đoàn trưởng Chu và vài vị Thái Quân xông lên trước. Theo như anh nói thì Ma Tam Nhi đã chết khi ở lối vào rừng. Vậy trận chiến ở vực Ân Thủy là do ai làm? Cũng là tôi. Vấn đề bây giờ là chỉ cần không cứu được hai bác thì Lâm Chấn Hải không thể nào cắt đứt quan hệ với bọn Nhật. Cho nên tôi phải gặp anh ấy, nói chuyện rõ ràng mới được. Ở lối vào rừng mới xảy ra chuyện, bây giờ chúng ta vào thành chắc chắn có nguy hiểm. Không thể lo nghĩ đến nguy hiểm gì được nữa. Lý Bu, tôi chỉ hỏi chơi thôi. Anh nói xem, nếu Lâm Chấn Hải là hán gian thật, anh có diệt trừ anh ta không? Tôi vẫn nói câu đó, anh ấy sẽ không thật lòng làm hán gian đâu. Các anh đã tấn công đại đội huyện ở lối vào rừng, họ lại không tăng cường đề phòng, cho anh cơ hội tấn công lần nữa sao? Phó đoàn trưởng Chu, nói dối là nói dối, bịa tới đâu cũng cho hoàn hảo một chút chứ. Bản thân anh phản bội Hoàng Quân, còn muốn đoàn trưởng Lâm gánh tội cho anh. Đây là uống nước nhớ nguồn của anh sao?
Thái Quân thật thông minh. Xem ra tôi muốn giấu cô cũng không được nữa. Tôi nói thật vậy, chuyện này là do tôi làm, không liên quan gì tới lão đại. Muốn chém muốn giết thì cứ dành vào Chu Đả Thiết này. Anh sao? Xứng à? Phó đoàn trưởng Chu, tôi thật tiếc khi nói cho anh biết rằng sự phản bội của anh đã khiến Hoàng Quân không còn tin tưởng đoàn trưởng Lâm nữa. Anh không chỉ hại đoàn trưởng Lâm mà còn hại cha mẹ anh ấy. Con đàn bà thối tha, cô muốn hãm hại lão đại.